Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Hôm nay trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục làm bài tập của Unit 8. Trong phần bài tập của Unit 8 này, người ta kiểm tra mình kỹ năng đọc hiểu. Và trước khi các bạn vào làm bài này, thì mình sẽ hướng dẫn những các bạn những cái phương pháp, những cái cách thức và những cái thủ thuật, những cái mẹo để chúng ta làm tốt cái bài thi đọc hiểu tiếng Anh các bạn nhé. Thi đọc hiểu tiếng Anh nó cũng là một trong những cái phần rất là hay và rất là quan trọng trong các cái kỳ thi. Và ví dụ chúng ta đối diện với dạng thi đọc hiểu như thế này á, chúng ta nhìn từ 1 đến 6 cái đoạn văn thế này á, thì người ta sẽ hỏi với mình tương ứng với, người ta sẽ cho mình tương ứng với 6 cái câu hỏi mà mình cần phải giải quyết các bạn ạ. Ví dụ như mình đọc lướt qua, trước khi mình đọc qua những cái đoạn văn, 6 cái đoạn văn đó là mình đọc lướt qua 6 câu hỏi này để mình định hình được mình cần tập trung chỗ nào trong từng đoạn, mình chỉ tập trung chỗ nào của đoạn đó để mình trả lời. Ví dụ như cái câu 1 là người ta đã làm mẫu cho mình rồi này. Người ta cho bên này là những cái hoạt động, những cái câu này là những cái hoạt động, còn bên này là bên mình cần điền vô á. Ví dụ như bên này là bên đất nước hay là quốc gia mình cần điền vào, và cái hoạt động ở bên nào, bên này nó tương ứng với cái quốc gia ở bên này, thì đương nhiên mình phải dựa vào 6 cái đoạn ở trên. Bây giờ người ta làm mẫu thế này. Câu 1 là Người ta tổ chức đón năm mới á, người ta tổ chức năm mới sắp đến á, là ở quốc gia nào? Thì trong đoạn 1 á, là người ta làm mẫu cho mình luôn là ở mỗi nước luôn. Năm mới là gần như là các nước đều tổ chức. Đó, thì mình đọc cái đoạn 1 là mình thấy là người ta đã đáp án cho mình rồi này. Rồi bắt đầu từ cái đoạn 2 trở đi là mình sẽ trả lời những cái câu còn lại. Vậy thì mình đọc lướt qua những câu còn lại là mình trong cái phương pháp, trong trường hợp này thì mình có thể đọc lướt trước cũng được, hoặc có thể mình đi vô mình đọc cái đoạn văn đó rồi mình xuống mình đọc lướt chỗ này để mình trả lời. Ví dụ các bạn này nha, bây giờ mình đọc tiếp tục cái đoạn 2 này. Bây giờ cái đoạn đầu là người ta đã nói mới rồi đúng không? Bây giờ mình đọc cái đoạn đầu, sau đó mình đọc tiếp đoạn 2 cho các bạn luôn để các bạn hiểu. Và trong quá trình các bạn tập luyện đọc á, thì mình chỉ các bạn này, nhưng mình cũng đã nói nhiều trong các video rồi, thì mình xác định động từ. Đầu tiên mình phải xác định động từ trước cái đã, rồi sau đó mình mới đi vào mình đọc. Đây, ví dụ đây là động từ đây các bạn này. Đó, vô là mình nhìn thấy động từ liền. Thì mình chọn cái động từ để mình làm cái móc, làm cái trung tâm, rồi bắt đầu mình quay trở lại mình đọc. Và mình đọc, mình dịch ngược lại và mình dịch phía sau động từ đó là mình hiểu. Ví dụ chỗ này là mình xác định đây là trạng từ rồi này. Đó, là hầu hết tất cả trên thế giới, tất cả các nơi trên thế giới, người ta đều hoan nghênh chào mừng năm mới với tư cách nó là một trong số những cái ngày lễ lâu đời nhất của thế giới. Đó, như vậy là câu đầu tiên là người ta đã nói một câu khái quát là người ta đón mừng năm mới ở khắp nơi trên thế giới với tư cách là một trong những cái ngày lễ lâu đời nhất trên thế giới. Nhiều cái sự kiện tổ chức mừng năm mới tập trung vào gia đình và bạn bè. Nó là thời gian phản ánh ở quá khứ và cái nhìn về tương lai. Có lẽ trong một từ ngắn gọn, ở đó người ta sống với nhau một cách chan hòa, hòa thuận. Có nghĩa là cái thời gian mừng năm mới đó là thời gian người ta phản ánh về những gì đã qua ở quá khứ, và người ta mong chờ, người ta nhìn về tương lai để người ta hướng đến một cuộc sống tốt đẹp và hòa thuận. Đó các bạn nha, ý của cái đoạn văn là như vậy. Rồi bây giờ mình vào tiếp tục cái đoạn 2 để mình trả lời các câu còn lại các bạn này. Thì mình chỉ các bạn cái kỹ năng, mình đọc lướt cái đoạn rồi mình hiểu là mình sẽ trả lời được này. Ở Hàn Quốc, đây là nha, những người Hàn Quốc thì tổ chức người kỷ niệm mừng năm mới vào ngày 15 tháng 1 lịch âm lịch các bạn nha, âm lịch của người Hàn Quốc này là ngày 15 tháng 1 âm lịch của người Hàn Quốc. Đó là thời gian trong năm mà mặt trăng trăng tròn á, đó là thời gian trong năm mà trăng trở nên là tròn á. Cái hoạt động kỷ niệm này được gọi là Daboreum ở Hàn Quốc đó, và mục đích chính của nó, đó những cái cụm từ này là mình hướng dẫn các bạn dịch cho chính xác này, đó các bạn nha, đó các bạn để ý này, mục đích này, đây là mục đích này chính này của nó, là sở hữu cách này các bạn nha,
là để mong ước về sức khỏe cho một năm. Đó, có nghĩa là cái ngày đó là người ta mong ước nhiều điều, nhưng chính nhất vẫn là mong ước về sức khỏe cho một năm. Đó các bạn nha. Như vậy là chúng ta để ý này, những cái hoạt động đó nó ghi rất là ngắn gọn hoạt động. Đây, cái hoạt động của nó ghi rất là ngắn gọn này đúng không các bạn? Đó, mong ước sức khỏe cho một năm đúng không nào? Rồi, vậy thì chúng ta tìm cái hoạt động nào có mong ước chúc sức khỏe cho một năm thì mình chọn nước đó là nước Hàn Quốc đúng không nào các bạn? Đây, mình tìm vô cái hoạt động nào ở phía dưới đây. Đây, cái hoạt động số 6 này các bạn này. Người ta ước cho nhau, người ta ước cho nhau là sức khỏe tốt nè cho một năm. Đó, mấu chốt là từ sức khỏe nè các bạn này. Đó, các bạn thấy chưa? Người ta ước cho nhau là sức khỏe tốt cho một năm này. Đó, ok chưa các bạn? Vậy thì ta chọn số 6 là hoạt động ở quốc gia Hàn Quốc đúng không các bạn? Đó, dễ đúng không nào? Rồi, như vậy là chúng ta đã làm xong câu số 6. Bây giờ tiếp tục ta đọc đoạn thứ hai để ta tìm. Đoạn thứ hai này, vẫn đoạn thứ ba để ta tìm nè, đoạn thứ ba này các bạn này. Đối với 1.000 năm, hơn 1.000 năm này, người Bulgari này các bạn này, người Bulgari này nha, là sao? Đã tổ chức cái ngày nghỉ quốc gia, ngày đại lễ đất nước của họ vào ngày 1 tháng 3. Ngày này được gọi là ngày Baba Mata, hay còn gọi là Grandma March, là ngày tháng 3 Grandma này, gọi là March, được chưa? Ở Bulgaria đó. Và cái ngày March ở người Bulgaria là một cái tên cho cái tháng 3 đó. À, với cái chữ March trong tiếng Bulgaria là chỉ tháng 3 đó, tương tự như tiếng Anh là March, được chưa các bạn? Cái ngày lễ này đánh dấu sự mùa xuân đang đến đó, đánh dấu mùa xuân đang đến. Và người Bulgari thì mặc những cái đồ trang hoàng, những đồ trang trí đặc biệt nhỏ. Có nghĩa là những người Bulgari á, thì mặc một cái đồ trang trí đặc biệt nhỏ. Cái đồ trang trí đó được làm từ những sợi chỉ màu trắng và màu đỏ, được gọi là Matenitsa trong cái ngày này. Rồi, vậy thì các bạn để ý cái hoạt động chính của họ này. Đây, cái hoạt động chính của họ này, các bạn thấy chưa? Đó, cái hoạt động chính của họ đó. Hoạt động chính của họ là mặc một cái đồ trang hoàng đặc biệt nhỏ làm từ hồi sợi chỉ trắng và đỏ, được gọi là Matenitsa này, được chưa? Vậy thì chúng ta tìm chỗ nào đâu các bạn? Ta tìm đến cái người Bulgari mặc cái hoạt động của họ nha. Hoạt động chính của họ. Đây. Đây các bạn. Đây, cái số 5 này các bạn. Đó. Đây là người ta đeo những cái vòng cổ tay được làm bằng những sợi chỉ trắng và đỏ này. Người ta làm bằng những sợi chỉ trắng và đỏ này các bạn. Bên đây cũng là một đồ trang sức các bạn nha. Đó, đây là cái vòng cổ tay thì nó cũng tương tự như cái này nè các bạn. Đây. Đây, cái này là một đồ trang hoàng trang sức nói chung này các bạn nha. Đó, như vậy là chúng ta hiểu là câu số 5 này là đối với người Bulgari đúng không các bạn? Đây, Bulgari. Mình đọc tiếng thuần Việt cho các bạn luôn nhá. Chứ mình không có nói từ tiếng Anh chỗ này. Khi nào phần luyện đọc luyện nói, phần nào luyện nói với luyện nghe thì mình chỉ nói phiên âm quốc tế cho các bạn. Trong trường hợp này mình nói trong tiếng thuần Việt cho các bạn dễ nghe luôn. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang đoạn số 4. Đoạn số 4 nào các bạn. Cái khái niệm Oktoberfest này á là một cái lễ hội tháng 10. Nó là một cái lễ hội tháng 10, là một cái lễ hội rất là lớn ở Đức này các bạn, ở Đức. Và nó kỷ niệm thời gian khi ông vua Bayern này ở xứ Bavaria này đã có một cái đám cưới lớn, rất là lớn. Và cái đám cưới này á nó kéo dài 8 ngày và rất nhiều người đến đó để xem. Trong suốt cái lễ hội đó, người ta uống nhiều bia của người Đức này. Đó, người ta uống rất nhiều bia của người Đức và ăn rất nhiều những cái bánh đặc biệt, được gọi là bánh Brezza này. Vậy thì chúng ta để ý cái hoạt động chính của họ nè. Đó, hoạt động chính trong lễ hội họ này các bạn nha. Đó, rồi bây giờ các bạn hình dung như vậy là còn lại hai cái nào, cái năm cái sáu đã chọn rồi đúng không nào, còn lại 4, 3, 2.
Đây, người ta không làm việc, người ta uống rất nhiều bia. Đó, bạn thấy chưa? Người ta uống rất nhiều bia địa phương, là bia địa phương này, thì bia của người Đức đó. Vậy thì số 3 là của người Đức đúng không các bạn? Đó, người Đức nha. Đó. Rồi, rất dễ các bạn ạ. Đó. Rồi bây giờ đến cái số 5. Số 5 là của nước nào này các bạn nha? Vào cái ngày đầu của tháng 2, vào khởi đầu tháng 2 mỗi năm, người Nhật Bản, người cái kỷ niệm của người Nhật Bản, được người Nhật Bản đó là người ta kỷ niệm cái lễ hội ném hạt đậu này, lễ hội ném hạt đậu, và cố gắng trong những cái ngôi đền á, người ta tổ chức ngày lễ ném những hạt đậu trong những ngôi đền ở Nhật Bản. Và những người đàn ông và những người phụ nữ được chọn này ném những hạt đậu từ cái sân khấu của cái đền xuống nhiều cái đám đông, và mong ước rằng là tinh tâm những linh hồn của quỷ dữ đó, mong ước rằng những hồn ma quỷ dữ này rời xa họ đi và mang đến nhiều điều tốt đẹp cho năm tiếp theo. Đó các bạn nha, ném những hạt đậu và mong ước những điều tốt đẹp cho năm tiếp theo. Vậy thì các bạn xem ở đâu trong cả ba cái còn lại này các bạn? Đây, cái này rồi, còn cái 4 với cái 2 thôi chứ phải ba cái. Người ta ném những hạt đậu để mong cho năm điều tốt đẹp, đúng không nào các bạn? Vậy thì chỗ này phải là người số 5 là người ở đâu đó, người Nhật Bản đúng không nào? Đó. Số 2 chứ không phải là số 5. Đây, cái cột số 2 đây là người Nhật Bản. Đó. Các bạn nha, rất dễ các bạn nha. Rồi, cái cuối cùng thì là người ở nước nào nè? Chúng ta đọc cái 6 cuối cùng này các bạn nè. Cái lễ hội Carnival này các bạn ạ, là một cái ngày nghỉ nổi tiếng nhất ở Brazil. Và nó không phải là một cái xu hướng, nó không phải nói về một cái khoảnh khắc lớn của lịch sử, mà nó không những là nói về một cái khoảnh khắc lớn trong lịch sử của đất nước Brazil, mà nó còn nói về một con người nổi tiếng. Nhưng nó thật quan trọng cho nhiều người. Nó không những là một khoảnh khắc lớn của lịch sử hoặc của một con người nổi tiếng, mà nó còn là một sự kiện quan trọng cho nhiều người, bởi vì nó là thời gian dành cho bạn bè này các bạn, sự tự do này, và hầu hết trong cả một tuần người ta không phải đi làm. Đó, hầu hết trong một tuần người ta không phải đi làm các bạn nha. Vậy thì ta xem thử nào, cái ô còn lại có đúng không nào? Đây, cái ô còn lại là ô số 4 này các bạn này. Người ta thích cái thời gian này và người ta không làm việc cả tuần này, hầu như cả tuần này, đúng các bạn? Vậy là chắc chắn ở Brazil rồi đúng các bạn? Đó. Đó, như vậy là chúng ta đã vừa làm xong tất cả 6 cái ô này. Đây là cái hoạt động rất là hay các bạn nha. Rồi, như vậy là mong các bạn thích quy video này, để các bạn nhấn đăng ký kênh để chúng ta nhận nhiều cái video bài học hay nữa các bạn nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi sáng vui vẻ bên gia đình và người thân. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã cố gắng lắng nghe. Và hẹn các bạn ở video tiếp theo.